thôi, 10 một trăm năm mươi. Cái rạp này hình dung là cung bao nhiêu mét vuông? 3.000 mét tổng thể. 3.000 mét vuông. Tao đoán tầm 1.500 và tầm gấp đôi. Rạp này có phải là 1-2 ngày không đâu? Ta làm bao nhiêu hôm? Chắc là phải cả 1-2 tuần nữa. Hay là một nửa tháng? Vào 8 hôm. À vâng. Bây giờ làm đến trưa này là xong hết. Làm bằng nào? Trưa này là bằng nào? Cô đang đợi với mẹ của chủ đang đánh sống chân vỡ chân kia không? Có mẹ của chủ nào hả chú? Có mẹ của Đình Trọng. Mẹ của chủ Đình Trọng. Mẹ của chủ Đình Trọng có Đức Huy hả chú? Có Xuân Trường không ạ? Xuân Trường bố mẹ. Chưa thấy Xuân Trường. Sáng này là hai mẹ của chủ. Dạ vâng. Chú ơi, dự tính là mời các cầu thủ nào đến, mời tất cả đội tuyển Việt Nam đến luôn hay là đâu rồi? Như thế nào? Ý là dự tính là mời tất cả các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đến hay là như nào? Thôi thì em mạnh điều khiển mời tất cả các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Có chắc chắn là đến được nhiều không? Có những ai chắc chắn là đến được phải chú? Bây giờ thì chú chưa biết được là ai chắc chắn. Được về gặp em thì chú biết được. Cái cố hôm nay là mình là cố bình thường, hôm mai là cố chỉ đúng không? Thầy Bác này mai có đến không phải chú? Thầy Bác này mai có đến không ạ? Bác thì thầy Bác là Hàn Quốc thì sao? Bác ở Hàn Quốc. Hôm trước thầy ông cũng đang dự sáng đội tuyển nữ mà. Sao không có cháu ăn với mẹ của mình? Thôi, các bác cứ ấy đi, bọn cháu còn công việc của bọn cháu. Đây là mẹ của Đức Huy nha mọi người nha. 1, 2, 3 rồi, đẹp rồi ạ. Mọi người thấy chưa, mạnh chưa? Đúng quá. Thank you.